đó, năm 62 á. Lúc đầu thì con dâu của cô về nhà đến chơi với con trai này kia thì cũng dễ thương, nhưng mà về sau thì cưỡng cưới rồi nhiều những cái đúng là tuổi con cọp dữ lắm. Không phải sau 10 năm mới thấy con ngoan chết. Thì cái lúc đó thôi, nhưng mà nhiều những cái thật sự là đúng là người ta, các cụ nói con cọp dữ thiệt. Lúc mới về cọp nó hiền đúng không? Từ nó quen. Quen dần. Hương Tình năm nay 60 tuổi. Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10. Thư Tình hả? Hương Tình. Hương Tình hả? Trời, tên đẹp quá vậy cô. Tên đẹp quá, tên lãng mạn quá. Hương Tình. Tại vì trước đây nhà cô có mở karaoke, rồi khách người ta đặt cho cô là Hương Tình. À, Hương Tình, 60 tuổi mà trẻ quá hả? Không ai nhận ra luôn á. Dạ, xin mời chị ạ. Xin chào anh Huyền Linh và MC Lê Lộc. Dạ, mình tên là Yến, năm nay 34 tuổi. Hôm nay là rất là vui hai mẹ con đến tham gia cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu để cho hai mẹ con hiểu nhau hơn. Dạ, chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Khoảng 9 năm anh. 9 năm? Dạ. Chặng đường khá dài đó hả? Năm nay là năm thứ 10. Wow. Chúc mừng tròn vẹn 10 năm. Không biết là nhà mình có mấy bé rồi chị hả? Chị có hai bé, một gái một trai. Wow. Sinh năm 1 luôn. Đứa 7, đứa 6. Hay quá nha. Cái ngày đầu tiên đó gặp cô dâu này thì cô ấn tượng điều gì không? Con dâu cô lại là tuổi con hổ. Dữ lắm. Ngại luôn đúng không? Nhưng mà cũng ấy nghe dần đó là... dần là nghe là gì đó. Thấy con trai của cô là cũng tìm hiểu hơn 2 năm rồi mới cưới thì cũng dẫn về này kia. Con dâu là người Hoa. Ngày xưa ở ngoài Bắc ấy, cô cũng có chơi với mấy người bạn là người Hoa. Cô cũng hiểu về mấy người bạn đó. Thật sự ra là cô cũng có một người em là tuổi con hổ như này, mà nó cũng dữ lắm. Năm 62 á, lúc đầu thì con dâu của cô về nhà đến chơi với con trai này kia thì cũng dễ thương, nhưng mà về sau thì cưỡng cưới rồi nhiều những cái đúng là tuổi con cọp dữ lắm. Không phải sau 10 năm mới thấy con ngoan chết. Thì cái lúc đó thôi, nhưng mà nhiều những cái thật sự là đúng là người ta, các cụ nói con cọp dữ thiệt. Lúc mới về cọp nó hiền đúng không? Từ nó quen. Quen dần. Không mà bây giờ em cưa rồi anh ơi. Giờ em thành mai tơ ngon nghe. Ngoan. Không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng của mình á, chị có ấn tượng điều gì không? Mẹ chồng thì ăn nói nhỏ nhẹ lắm, cho nên là ấn tượng là mẹ rất là hiền dịu. Và đặc biệt là mẹ có 4 người con trai, nên khi mà mẹ thấy con dâu, biết mặt là biết lần đầu tiên là dâu trưởng mà dẫn về ra mắt thì là giống như con gái vậy đó, là mẹ cưng lắm. Nên là cái ấn tượng đầu thì không có gì. Vui vẻ bình thường. Ấn tượng đầu không có gì bình thường. Nhà cô là trưởng họ nữa. Dạ. Về là phải cúng bái dỗ chẹp này kia là một năm là phải 2 lần. Mà bên nhà chồng chị là nhà cô ấy là trường họ, mà mỗi một năm phải tế cúng này kia, là đâm ra con dâu cô nó về là cũng rất là khó khăn. Vất vả. Nhưng mà khi về làm dâu đó thì mọi việc gia đình dâu làm thế nào? Cô cũng chỉ bảo cho là ở đấy bây giờ ngày tuần ngày rằm hay là những cái gì đó là con phải làm, mẹ chỉ cho con phải theo như vậy. Con dâu cô nó cũng nhanh hiểu biết lắm. Tết nước này kia mà nấu thịt đông hay là gói bánh chưng hay là nhà cô là đều làm hết. Hay là gói giò thủ đồ này kia đó. Là con dâu cô cũng làm hết được. Dạ. Lúc đầu thì về chỉ nhưng mà rồi cũng nhìn cái là biết. Kể cả bây giờ gói bánh chưng cũng biết gói. Dâu là lăn mà. Lăn đó. Tại vì dâu trưởng mà anh là phải biết mấy cái đó. Là cô cũng hài lòng cái chuyện đó. Dạ. Trong cái mối quan hệ mà mẹ chồng nàng dâu của mình đó cô, thì cô cảm thấy là cô hợp với nàng dâu mình ở điểm gì cô? Nhanh biết lắm, nói một cái là hiểu biết cái công việc này mà sạch sẽ gọn gàng. Cô gái này thông minh mà những người thông minh á đều cá tính dữ lắm, mà cá tính là có gì bực luôn, bởi vì cô sống tự do mà. Chỉ có mỗi cái là nắm nút mà giận với chồng thì làm, đi làm á, ví dụ đi về muộn nhậu nhẹt ấy là về làm dữ lắm, thậm chí quăng cả đồ ra ngoài cửa luôn. Chắc cũng hù thôi phải không chị? Không, thật sự là những năm đầu tiên là không có quen đâu anh. Nói chung là bây giờ cũng gần 10 năm rồi thì là cũng quen dần rồi, mình phải thay đổi. Từ cái nóng đó phải chuyển sang cái nguội đầm thắm hơn. Tại vì khi mình đã có gia đình, có con rồi, tuổi càng ngày càng lớn thì phải thay đổi. Chứ những năm đầu tiên thật sự là thời con gái của em á, là em không có sống gần mẹ. Ba em lại mất sớm rồi, mẹ em lại không ở Việt Nam. Cho nên là cái cuộc sống em tự do, em đi đâu em làm gì,
không ai ràng buộc được em hết. Đến khi mà em bước vô cái ngưỡng cửa em yêu đương thì nó cũng còn dễ. Tới khi mà em kết hôn, em lập gia đình, em sống với mẹ chồng thì nó lại một mặt khác nữa. Mà nhất là em thì em người Hoa, mà em làm dâu người Bắc thì anh thấy nó là một cái hành trình rất là khó khăn. Tại vì bên mẹ là rất là quy tắc, lễ giáo gia phong, mọi cái là phải đâu ra đó rõ ràng. Thì những cái năm đầu về nói chung là nó rất là ngợp, có lúc là bực mình lắm luôn. Tại vì ở nhà mình đi đứng nằm ngồi nó thoải mái, mà đi ăn coi nồi ngồi phải coi hướng. Nhiều lúc bực á, nhiều lúc bực mà mình cũng có gọi là dần mong xúc sáng chén luôn á. Như mẹ nói là không đồng ý nghe là con nói mẹ cứ mặc con đi, hoặc là mẹ cứ kệ con đi. Những cái câu đó vô tình mình người nam thì mình nói mình không nghĩ gì hết, nhưng mà mẹ lại nghĩ là mấy cái từ mà của em nói giống như là đang xúc phạm người lớn vậy đó. Nhưng mà em thì em nói mà em không nghĩ. Nhiều lúc em cũng làm cho mẹ buồn. Như nhiều lúc con dâu mà nói là cài con đi, mặc con đi. Lặng lắm á. Dạ, lúc đó thì cô sao? Bực lắm á, cô cũng nói là con phải thay đổi cái câu đó, mẹ không có nghe. Nói ngay lúc đó luôn hả? Thì nghe rồi cũng phân tích nè. Cái câu người Bắc á mà nói kệ là rất là lặng này với mẹ. Nhưng quan trọng thái độ nữa. Nó cài con đi, mặc con đi. Vậy là còn bực nữa không? Lắm khi nói không vừa ý là đi ra mà đóng cái sầm cửa vào. Khó luôn hả? Đã bầu con cọp mà, lúc đầu là như vậy. Một lúc đóng sầm cửa thì mẹ sao? Cũng giận lắm, nhưng mà rồi cũng nói là con không được lên làm như vậy. Là mẹ thấy là con làm như vậy là xúc phạm mẹ lắm đó. Con nóng thì con cũng... Nhất là cái câu kệ là người Bắc là... Nói rồi qua lúc đó là hiểu là có lỗi với mẹ. Nhưng mà qua rồi thì những lúc mà nóng giận thì sao quên không cũng biết xin lỗi. Nhận được nhất là những lúc mà nóng giận mà chồng đi làm về mà tiệc tùng. Tại chồng em thì làm bên cái lĩnh vực mà xây dựng thì tối ngày ăn tiệc tùng miết, ăn nhậu miết. Cứ là bực bội về cái là nhăn ổng, cái là mẹ nói sao vợ chồng cứ nhăn hoài. Thế là bực cái là vòng là coi như là vừa hết luôn á. Có giờ em gây lộn mà là... La chồng em trước mặt mẹ chồng không? Có một lần la lớn. Là lần đó là lúc đó là em mới sinh con. Xong rồi thời gian là em đang làm mẹ bỉm. Mà chồng cứ tiệt tùng đi miếng. Thời gian đó thì mình không có hiểu. Mới sống chút với chồng mình cứ nghĩ là chắc ông này đi ra đường chắc có mèo rồi. Bực bội lắm. Thế là quậy ổng nói nếu mà anh cảm thấy mà sống được sống, sống không được thì ly hôn. Thì là lúc đó cái câu nói của em á đối với mẹ như một cú sốc. Tại vì chồng là con trai trưởng, mà người Bắc lại không muốn hai vợ chồng mà cưới nhau, là không có muốn mà cái chuyện mà ly hôn xảy ra. Là lúc đó là giống như là mẹ buồn lắm á, mẹ giống như bị sốc luôn. Mẹ không đồng ý với câu nói đó. Nhưng mà rồi mẹ nói do là chắc cái tính của em nóng quá vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà em hạ xuống rồi đó thì mẹ mới kêu lại mẹ nói. Cô giận lắm á con hả? Cũng phân tích cho con. Tại vì cái công việc của chồng đi làm là thường như vậy. Khi mà như vậy chồng cũng bớt đi. Thấy vợ nóng tính rồi làm như vậy thì sợ bố mẹ buồn. Chứ bình thường là cứ đi đến có khi 12, 1 giờ đi nhậu nhẹt. Trong khi đó vợ thì mới sanh con rồi ở nhà. Bị stress á, không có chồng nhà sanh con, không có chồng lo, cô đi nhậu stress á. Lúc đó cô có lo chăm sóc? Có chứ, cô lo chứ. Mẹ chồng lo như mẹ ruột của em. Khi mà em sinh em bé đầu lòng á, thì là cái cách mà cư xử của mẹ đối với em như một người mẹ ruột. Quan tâm, lo lắng, yêu thương trong thời gian ở cử. Có những cái thuốc men, đồ uống. Rồi nói là con phải bảo vệ mình như thế này. Rồi chăm sóc con này, chăm sóc tỉ mỉ từng ly từng tí luôn. Rồi nằm than các loại luôn. Nói chung là mẹ cũng vào Nam mẹ sống lâu rồi đó. Nên là mẹ học hỏi. Rồi mẹ bắt mình phải làm theo. Rồi chỉ dẫn từng cái luôn. Rồi mẹ quan tâm. Lúc đó cảm động với thương mẹ. Rồi bắt đầu đến khi mà em đi làm á thì là mẹ phụ một tay, mẹ chăm hết hai con cho em luôn. Đến khi em về thì mọi thứ đã xong, hai bé đi học thì là mẹ đón, mẹ quan tâm như là vừa là bà ngoại vừa là bà nội luôn. Những cái như vậy là khiến em mà cảm động, bắt đầu em phải thay đổi em. Lúc đầu thì em nói anh là khoảng 3 năm đầu tiên là phải nói là em muốn là bứt ra để em không muốn ở cuộc sống như vậy nữa. Gọi là em thích một mình thôi luôn á. Tại vì mọi cái nè, ở gia đình thì là phải cúng kiến mỗi năm này. Rồi Tết nhất em người Hoa là em ăn món của em. Đồ ăn thì em kho cá hay là gì đó em có vị ngọt. Còn mẹ đặc biệt mẹ không ăn đồ ngọt, không ăn những cái món ăn mà nấu mà ngọt ngọt thì không ăn. Còn Tết nào là thịt đông nè, rồi giò thủ nè,
bánh chưng này, ngán lắm chứ. Cà pháo mắm tôm. Cà pháo mắm tôm thì nó không, em ăn không được. Cứ mở vậy nè, rồi cái phụ mẹ làm nhưng mà thực ra là không có thích ăn đâu. Có một lần cái thịt đông á, là mẹ đã làm đông xong mà mẹ ịnh vô cho nó cứng. Thế đấy là giò thủ. Giò thủ á, thì mẹ để vô tủ đông, khi nào mà anh ăn á thì cứ mang ra mình cắt, mình để nó nguội là mình có thể ăn được rồi. Em nói mang trong tủ lạnh ra nó lạnh ngắt vậy sao ăn. Thế là cả cục đó. Em bỏ vô cái nồi em chưng lên một hồi rã ra hết, nó rã nát ra miếng nào ra miếng đó. Trời, mẹ nói mùng một Tết con làm công nhận có nếp ghê. Thế là bà con đồ kéo nhau về ăn ăn cái nồi nó quen đó, dở khóc dở cười luôn anh. Nhưng mà đến bây giờ thì chắc mình đã quen với cái phong tục ở trong nhà chồng mình rồi phải không chị? Bây giờ thì cái nào chị cũng làm được hết à, ăn được luôn rồi. Tại vì sống 10 năm mình phải làm quen với 10 năm món. Rồi, dạ. Đâu đơn giản. Bây giờ gói bánh chưng cũng giỏi lắm. Dạ. Qua cái quá trình 10 năm như thế thì mình cảm giác là mình còn có những cái điều gì mà có lỗi với mẹ chồng mà mình chưa nói ra không? Hồi lúc trước thì có đó, nóng tính lắm, nói là làm thẳng tay luôn, không muốn suy nghĩ gì hết trơn. Nhưng mà dần dần rồi bằng tình thương của mẹ, tại vì mẹ nói á, mẹ thương con dâu cũng như là con ruột của mẹ. Thậm chí là ba người con dâu mẹ đều thương bằng nhau cả. Tại vì mẹ rất là khao khát mẹ có được một đứa con gái. Nhưng mà xui cho mẹ đẻ toàn 4 thằng nam hết. Xui cho mẹ. Cho nên là tình thương của mẹ lúc nào cũng dành trọn vẹn cho tụi con hết. Thì cái nóng của em mà cái nguội, cái tình thương của mẹ cứ lấp đầy. Dần dần thì bây giờ mẹ chồng và nàng dâu thân thiện hơn. Như bây giờ ha, Tết nhất là mẹ rủ đi mua sắm, mua hoa, mua đồ, mua rượu, tất cả những cái trưng bày trong nhà. Mẹ có mắt thẩm mỹ, mẹ mặc đồ đẹp, nên là hai mẹ con có cái gu thời trang giống nhau. Tết là dụ nhau đi mua sắm vậy đó, thân thiện như đôi bạn. Nhưng mà mẹ cũng là hay đó, mẹ biết kiềm chế, mẹ biết chia sẻ. Chứ nếu mà mẹ chồng khác mà kiểu em nóng đó, mẹ em nói này nói kia là coi như chết lâu luôn rồi á. Anh Quyền Linh ơi, chắc tiêu rồi. Chắc tiêu rồi, dạ. Chứ không kéo dài tới 10 năm đâu, dạ. Đây là một người cũng rất là hiểu, đôi khi cũng chịu đựng hy sinh chút á ha. Thương con, thương cháu, mới lại không có con gái. Nhưng mà ở chị là có điểm gì mà cô chưa hài lòng không cô? Trước đây thì cô cũng đã trình bày với lại dạ. Chưa hài lòng. Nhưng mà dần dần thì con dâu cũng hiểu, dạ. Khi mà đi làm về thì mẹ đã cơm nước rồi, lo cho các cháu rồi, đâm ra về không phải đụng chạm gì đến là cũng mừng. Yeah. Với lại cô tuy là tuổi lớn nhưng mà cô có cái sức khỏe. Ví dụ con dâu cô mà đi làm về, ví dụ có mướn người cũng chưa chắc bằng mẹ bà nội lo cho con cháu. Gọn gàng thì là quần áo thì tắm rửa sạch sẽ rồi, con dâu với con trai về là như vậy, làm sao mà còn đúng rồi. Không hài lòng được nữa. Đúng rồi. Có bao giờ con dâu nó đụng đến cháu? Có nội. Những ví dụ như là nghỉ, ngày nào nghỉ thì ở nhà con dâu nó chăm. Bây giờ nó đánh con cháu của mình chưa? Có, đánh dữ lắm. Lúc mà hai đứa nhỏ nó cũng nghịch, hai đứa con nó cũng nghịch lắm, lúc nó hét lên như lửa. Chồng mà còn rủ ra khỏi nhà rồi chú hỏi sao mà con hét dữ lắm, phải vậy mới sợ phải không chị? Nhưng mà những lúc mà em đánh con á, đánh cháu đó, bà nội có can gì không hay là có giận gì không? Có chứ, mẹ cực kỳ binh tráng. Coi như mấy đứa nhỏ chạy ra đằng sau đứng ôm bà nội cứu con đó. Thế là mẹ nó không dám. Nói chung giữa mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng có một sự nhịn nhục lẫn nhau, dạ. Thì mới cho qua tất cả mọi chuyện. Mẹ chồng cứ sống tốt, cứ yêu thương, mà mình thì cứ ba gai bướng bỉnh như vậy hoài. Thì có bao nhiêu mình bộc lộ hết nhiêu thì chắc chắn với anh là em không giữ được hạnh phúc gia đình của đúng em rồi. Một cái chặng đường 10 năm cũng trải qua nhiều sóng gió, dạ. Cái năm đầu tiên ha, bây giờ thì mẹ chồng nàng dâu quá hiểu nhau rồi. Thì ngày hôm nay đó, qua cái quá trình đó thì chúng ta có muốn mẹ mình thay đổi điều gì không? Dạ, mẹ em thì trước giờ vẫn hiền không vậy, chỉ có một cái tội là binh cháu thôi. Cái tội binh cháu. Binh cháu lắm, không cho đụng đến cháu của bà. Không, chị cũng phải thông cảm cho bà nội. Chị đã giữ rồi cho bà nội binh cháu chứ có cái tội. Anh ở nhà mà có bà nội chỉ cần anh nhớ mới cày lên thôi nha. Là mẹ nói đừng, bà dắt đi ăn bánh, mua bánh đi chơi vòng vòng đó, chạy đó là xong. Có gì đó thôi đó hả? Ừ. Không biết là mẹ chồng có mong muốn nàng dâu của mình thay đổi điều gì nữa không? Nói chung ra là bây giờ con dâu cô nó cũng biết hết rồi. Có muốn con dâu mình thay đổi một cái điều gì đó không? Không, bây giờ là cô rất là phải nguyện là con dâu của cô nào được. Rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô với lại em gái ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện rất là vui ha. Yeah. Nói chung là sóng gió trong gia đình nào cũng có. Một người mẹ chồng rất là nhẹ nhàng, bình tĩnh giải quyết câu chuyện. Một con dâu nóng nảy như con cọp vậy rồi cuối cùng cũng phải quỳ ngã trước mẹ chồng này thôi. Yeah. Và cuối cùng cũng hiểu và thay đổi. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh và MC Lê Lộc đã giúp cho mẹ con em hôm nay có cái dịp để trao đổi và nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn.
Trời, chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế. Dạ. Chúc cho gia đình chúng ta thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm của chương trình để nhớ lúc nào đó có gặp Lê Lộc Quyền Linh ha. Dạ. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng gia đình mình một ít quà. Đây là Alabio với thành phần 5 ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương hương thơm còn mãi. Xin lỗi ạ. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Quốc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn.